Vẫn Harry Won trở thành thân thiết với Hà Thúy Anh. Trong chương trình 100 triệu một phút diễn ra ngày 31 tháng 7, nam MC chiêu đồ và tình tứ bên ca sĩ Hà Thúy Anh. Mùa 2 của chương trình 100 triệu một phút bắt đầu với ba người chơi là Hà Thúy Anh, ca sĩ Minh Sang và Ngọc Trâm The Voice. Hà Thúy Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của chương trình Gương Mặt Thương Quen 2016. Cô đoạt giải ba nhờ khả năng biến hóa và giọng hát nội lực của mình. Chứng Thành tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình mùa thứ 2. Nam diễn viên khiến chương trình sôi động hơn nhờ màn đối đáp tung hứng hài hước với nghệ sĩ tham gia. Chia sẻ trong chương trình, Hà Thúy Anh cho biết cô thần tượng Chứng Thành bởi sự vui tính và tài năng của anh. Ngoài ra, khi tiếp xúc với anh Thành, tôi thấy anh Thành là một người rất ấm áp và giàu tình cảm, nữ ca sĩ tâm sự. Ngược lại, Chứng Thành cũng cho biết Hà Thúy Anh là một cô bé vô cùng tài năng và hóm hỉnh, nên cả hai rất hợp tính. Nhất là khả năng giải giọng của nữ ca sĩ khiến Chứng Thành vô cùng thích thú và ngưỡng mộ. Ca sĩ 9X bật mí một vài kỹ thuật khi hóa thân thành Lệ Quyên trong đêm chung kết Gương Mặt Thương Quen của cô, được chính anh Chứng Thành hướng dẫn tận tình. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.